cử Tổng thống Hoa Kỳ đang diễn ra với sự quan tâm lớn từ cả trong và ngoài nước. Mùa tranh cử này chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các ứng cử viên từ Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, cũng như từ các đảng phái nhỏ khác. Các vấn đề chủ chốt như kinh tế, chăm sóc sức khỏe, chính sách đối ngoại và biến đổi khí hậu đang chiếm ưu thế trong các cuộc thảo luận và chiến dịch vận động. Cử tri Mỹ, đặc biệt là giới trẻ, đang thể hiện mức độ quan tâm cao với sự gia tăng của các cuộc biểu tình và hoạt động chính trị trực tuyến. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Ekip tranh cử của bà Nikki Haley công kích cả đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden lẫn cựu Tổng thống Donald Trump bằng cách gọi họ là những ông già gắt gỏng. Cuộc đua trở thành ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 vẫn tiếp tục nóng lên từng ngày. Sau khi liên tiếp thua ở cuộc bầu cử sơ bộ tại các bang Iowa và New Hampshire, bà Nikki Haley đã đi nước cờ táo bạo hơn, công kích cả đương kim Tổng thống Joe Biden lẫn đối thủ trong cùng đảng là cựu Tổng thống Donald Trump. Mô phỏng bộ phim hài ăn khách Grumpy Old Men, tạm dịch Những ông già gắt gỏng năm 1993, chiến dịch tranh cử của bà Haley gọi ông Biden là ông già vấp ngã và gọi Trump là người né tránh tranh luận. Tổng thống Biden, hiện 81 tuổi, từng có những lần vấp ngã khi tham dự các sự kiện. Cựu Tổng thống Trump cũng đã 77 tuổi và không tham gia các cuộc tranh luận nhằm lựa chọn ứng viên của Đảng Cộng Hòa thời gian qua. Bà Nikki Haley, 52 tuổi, từng giữ chức đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc giai đoạn 2017-2021 dưới thời cựu Tổng thống Trump. Bà cho rằng tuổi tác và sức khỏe tinh thần là vấn đề của cả ông Trump lẫn ông Biden. Để đánh vào điểm yếu của hai đối thủ, ekip tranh cử của bà Haley cho biết họ đang tung ra các quảng cáo kỹ thuật số và gửi thư điện tử đến cử tri, mục đích làm dấy lên ngờ vực về sự nhạy bén của cả ông Trump và ông Biden, đồng thời chỉ trích họ chi tiêu hoang phí. Hãng tin Reuters dẫn lời bà Haley rằng đã đến lúc cần có một thế hệ lãnh đạo mới ở Washington. Theo bà, cần kiểm tra sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đối với các chính trị gia trên 75 tuổi. Phía Tổng thống Biden và ông Trump chưa lên tiếng về màn công kích của bà Haley. Tuy nhiên, tại một sự kiện tranh cử ở bang Nevada hôm 28 tháng 1, ông Trump từng khẳng định ông cảm thấy bây giờ sắc bén hơn so với 20 năm trước. Cuộc đua nội bộ Đảng Cộng Hòa hiện chỉ còn xoay quanh ông Trump và bà Haley. Cựu Tổng thống được đánh giá cao. Trong khi đó, ông Biden dường như không gặp trở ngại lớn trong việc trở thành gương mặt đại diện Đảng Dân Chủ. Kết quả cuộc thăm dò do Reuters Ipsos công bố tuần trước cho thấy sự thờ ơ trong cử tri Mỹ về cuộc tái đấu năm 2024 giữa Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump. Theo cuộc thăm dò, 67% số người được hỏi cho biết họ mệt mỏi khi thấy những ứng cử viên cũ trong cuộc bầu cử Tổng thống 2024 và muốn có một người mới. Khoảng 75% đồng ý với nhận định ông Biden đã quá già để điều hành đất nước. Con số này đối với ông Trump khoảng 50%. Trong không khí sôi động và căng thẳng của mùa chính trị, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trong cuộc đua chính trị với chiến thắng vang dội tại cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở bang New Hampshire vào ngày 23 tháng 1. Điều này diễn ra không lâu sau khi ông thu được một thắng lợi áp đảo tại bang Iowa, khẳng định vị thế không thể chối cãi trong lòng Đảng Cộng Hòa. Theo phân tích sâu sắc từ Wall Street Journal, hai chiến thắng liên tiếp này không chỉ củng cố vị thế của ông Trump trong đảng mà còn làm tăng đáng kể khả năng ông sẽ là ứng viên chính thức của Đảng Cộng Hòa trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2024. Ở một sự kiện tại thành phố Nassau, New Hampshire, cựu Tổng thống Trump không ngần ngại thể hiện sự tự tin và chiến thắng của mình. Ông mở đầu bài phát biểu với những lời lẽ châm biếm đối thủ cạnh tranh Nikki Haley, gọi bà là kẻ mạo danh và thẳng thắn khuyên bà nên bỏ cuộc. Ông Trump nhấn mạnh, bà ấy đang tự huyễn hoặc mình như thể đã chiến thắng. Nhưng thực tế thì không, bà ấy đã thua và thậm chí có một đêm tồi tệ. Những bình luận mạnh mẽ này được đưa ra sau chuỗi bài đăng sôi nổi của ông trên mạng xã hội Truth Social, nơi ông không ngần ngại chỉ trích và gọi bà Haley là ảo tưởng. Với 82% số phiếu đã được kiểm đếm, theo WSJ, ông Trump hiện đang dẫn trước Haley với tỷ lệ ủng hộ lớn 54,8% so với 43,56%. Thất bại tại New Hampshire không chỉ là một cú sốc đối với chiến dịch của bà Haley, mà còn làm hẹp dần cơ hội tiến vào Nhà Trắng của bà. Tuy nhiên, với tư cách là cựu thống đốc Nam Carolina, bà Haley vẫn tự nhận mình là ứng viên chống hỗn loạn và tự tin có thể đánh bại Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử tháng 11. Cuộc đua chưa kết thúc, bà Haley khẳng định, tôi sẽ chiến đấu đến cùng.
cử tri Mỹ đang theo dõi sát sao cuộc đua với sự quan tâm đặc biệt từ phía giới trẻ và các nhóm thiểu số, những người ngày càng tích cực tham gia vào quá trình chính trị. Mạng xã hội và nền tảng trực tuyến trở thành những kênh quảng bá chính cho các chiến dịch. Trong khi đó, các cuộc thảo luận trực tiếp và hội nghị cử tri cũng diễn ra rộng khắp, tạo cơ hội cho cử tri gặp gỡ và hiểu rõ hơn về các ứng cử viên. Vấn đề an ninh bầu cử cũng được đặt ra như một điểm nóng sau những nghi ngờ và tranh cãi về sự an toàn và tính minh bạch của quá trình bầu cử trong những năm gần đây. Các biện pháp bảo vệ tính toàn vẹn của phiếu bầu, từ việc bảo mật thông tin cử tri đến ngăn chặn thông tin giả mạo và can thiệp từ bên ngoài đang được thực hiện mạnh mẽ. Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang thay đổi, cuộc bầu cử này không chỉ quan trọng đối với tương lai của Hoa Kỳ mà còn có tác động rộng lớn đến các quốc gia và khu vực khác trên thế giới. Sự chọn lựa của cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử này sẽ không chỉ quyết định hướng đi của nước Mỹ trong những năm tới mà còn ảnh hưởng đến cục diện chính trị, kinh tế và xã hội toàn cầu. An ninh biên giới, vấn đề quyết định phần lớn chiến thắng trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của cựu Tổng thống Donald Trump đang trở thành tâm điểm của chương trình nghị sự quốc gia Mỹ. Đây là một động lực tiềm năng cho ông Trump, nhưng là vấn đề đau đầu đối với Tổng thống Joe Biden. Thông điệp và chính sách nhân đạo của ông Biden cùng với sự suy yếu của đại dịch COVID-19 đã dẫn đến sự gia tăng số lượng người cố nhập cảnh trái phép vào Mỹ, góp phần làm gia tăng đáng kể các vụ bắt giữ ở biên giới. Vào đêm 11 tháng 5 năm 2023, giờ địa phương, điều khoản 42 chính sách hạn chế người di cư từ Mexico sang Mỹ để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19 chính thức hết hiệu lực. Hàng ngàn người di cư, chủ yếu đến từ châu Mỹ, đã có mặt ở biên giới để tìm con đường nhập cư hợp pháp. Theo The New York Times, với sự kết thúc của điều khoản 42, chính quyền ông Biden đã đưa ra các quy tắc tị nạn nghiêm ngặt hơn nhằm hồi hướng những người vượt biên trái phép và điều động 1.500 binh sĩ hỗ trợ lực lượng tuần tra biên giới. Thậm chí, một số thành viên Đảng Dân Chủ có liên hệ với ông Biden cũng chỉ trích ông vì đã không làm nhiều hơn để kiểm soát biên giới và không nêu bật các chính sách của mình một cách mạnh mẽ hơn. Bà Lane Erickson, người điều hành Bộ phận Quan điểm Công chúng và Chính sách Xã hội tại Tổ chức Nghiên cứu Chính sách của Đảng Dân Chủ Third Way, cho rằng rõ ràng là Đảng Cộng Hòa vẫn chiếm thế thượng phong trong vấn đề nhập cư và mọi người không nghĩ rằng Đảng Dân Chủ đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo khu vực biên giới. Các cuộc thăm dò cho thấy sự không hài lòng của người dân đối với cách xử lý vấn đề nhập cư của ông Biden. Trong một cuộc thăm dò của ABC News, Washington Post vào đầu năm nay, chỉ 28% người Mỹ ủng hộ việc ông Biden xử lý vấn đề biên giới phía Nam. Ông John Seaton, chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa, làm việc tại Arizona, cho rằng đợt gia tăng người di cư mới đang gây căng thẳng nghiêm trọng cho các cơ quan chính phủ ở bang nằm tại vùng biên giới này và vấn đề này có thể khiến cử tri Arizona rời xa ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2024 sau khi ông Biden đánh bại ông Trump chỉ với tỷ lệ ủng hộ sít sao. Trong khi đó, ông Trump, các quan chức Đảng Cộng Hòa và truyền thông bảo thủ trong những ngày gần đây đã leo thang các cuộc công kích vốn kéo dài nhiều năm qua của họ về vấn đề an ninh biên giới khi cho rằng ông Biden đã phớt lờ một cuộc khủng hoảng đang bùng phát. Những thông tin quốc tế nổi bật đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và đừng quên chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.